Xin chào các bạn. Hôm nay tôi muốn đem đến cho các bạn bài viết về tướng mặt phụ nữ tốt có đặc điểm gì mà cánh mày râu cứ đổ rầm rập. Xem tướng mặt phụ nữ tốt, những phụ nữ có tướng mặt luôn tự tin, lạc quan, quyết đoán, dễ dàng vươn lên làm chủ sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Trước hay sau khi hôn nhân, họ đều là chỗ dựa tài chính vững chắc cho cả gia đình. Thứ nhất là xem tướng mặt phụ nữ tốt qua hình dáng tai. Thứ nhất, xem tướng mặt phụ nữ tốt qua hình dáng dái tai. Một, những người một dái tai to, mềm mại, xem tướng khuôn mặt phụ nữ mà sở hữu nét tướng này là mẫu phụ nữ yêu chồng thương con, sẵn sàng hy sinh vì gia đình nên có hậu vận rất tốt. Họ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và có nhân duyên thiện lành, luôn được thần tài và quý nhân trợ giúp. Những người này dù đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ, làm việc tất thảy đều thành công. Đây chính là nét duyên ngầm trời phú cho mà khó ai bì được. Thứ hai là những người có nốt ruồi trong tai, tai ép sát ở phía đầu và có nốt ruồi ở trong tai là tướng phụ nữ tốt, giàu sang hiếm gặp, họ bởi họ được quý nhân giúp đỡ, làm đâu thăng đấy, tài lộc vượng phát. Phần lớn những người phụ nữ này có nét tướng này đều hiếu thảo, ngoan ngoãn với bề trên, đối nhân xử thế hài hòa, bao dung độ lượng. Khi lập gia đình, họ hết lòng yêu thương và quan tâm chồng con, xứng đáng là hậu phương vững chắc của gia đình. Hai là người có lông mày thanh mảnh, rõ nét. Theo nhân tướng học, người phụ nữ có nét mày không chỉ giúp chồng có danh tiếng, địa vị mà bản thân họ cũng nổi tiếng, thông minh. Phần lớn những người này đều có trí thức, thông hiểu lễ nghĩa, giàu lòng yêu thương và sống trong tình nghĩa vợ chồng đồng lòng, lại có tiếng nói chung trên phương diện học vấn và chung sức chung tay ắt làm nên sự nghiệp lớn. Ba là người có xương gò má thẳng và không nhô quá cao. Xem tướng mặt phụ nữ tốt, những người phụ nữ có nét tướng này luôn luôn tự tin, quyết đoán, dễ dàng vươn lên làm chủ sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Trước sau khi kết hôn, họ đều là chỗ dựa tài chính vững chắc cho cả gia đình. Bên cạnh đó, nếu khéo léo kinh doanh thì những quý cô này còn có thể tạo dựng được cơ đồ sản nghiệp hơn người. Họ có thể chèo lái con thuyền kinh tế của cả gia đình đi theo chiều hướng thuận lợi và an toàn nhất. Thứ tư, những người phụ nữ cằm tròn đầy đặn. Xem tướng phụ nữ biết tướng này thuộc tiếp người, rất tinh ý, nhanh nhạy. Cuộc đời luôn được thuận buồm xuôi gió, thậm chí càng về trung tuổi càng được nhiều phúc lộc phú quý. Những ai có nét tướng này thường có tính tình điềm đạm, cuộc sống an nhàn, lúc về già có vận thế tốt, có thể an hưởng hạnh phúc tình cảm hôn nhân và cuộc sống về già bội phần mãn nguyện. Năm, môi hồng răng trắng. Xem tướng tử vi phụ nữ môi hồng răng trắng không chỉ có ích cho sự nghiệp của chồng mà còn nuôi dạy con rất khéo. Phụ nữ sở hữu nét tướng này khi khí huyết đầy đủ, thân thế tốt, tinh khí vượng có thể gặp cơ hội tốt trong cuộc sống, nhất định có thể lấy được người chồng có địa vị xã hội, bản mệnh giàu sang phú quý, gia hòa vạn sự hưng thông là điều đáng ngưỡng mộ dành cho những người phụ nữ này. 6. Mũi cao. Xem tướng hình dáng phụ nữ có sở hữu tướng mũi cao là có tài vận tốt, không chỉ được chồng yêu chiều mà còn có phúc cùng hưởng giàu sang phú quý với người bạn đời của mình. Dựa vào sự tự tin vốn có và sự nhanh nhẹn của mình, đa phần những người phụ nữ này đều gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Xem tướng mũi biết ngay phận chồng, đây là nét tướng của người phụ nữ tốt, xứng đáng là người phò tá xuất sắc cho chồng. Tình cảm vợ chồng luôn đong đầy trìu mến, hai người đồng lòng chung sức, mọi việc đều qua và cùng nhau hưởng phúc. 7. Mặt chữ Điền là tướng mặt phụ nữ tốt. Khuôn mặt vuông còn được gọi là chữ Điền, khuôn mặt có phần trán vuông vắn, đều đặn, nảy nở, phần địa cát đầy và rộng, phần trung đình thấp và hẹp. Xem tướng phụ nữ tốt, phụ nữ có sở hữu nét tướng này có tâm rộng lớn, hay vui vẻ, giúp người, cũng rất có ý chí, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Phúc phần mà họ gây dựng sẽ giúp hậu vận hưởng nhiều phúc đức, giàu sang phú quý. Trên trên đây là những nét tướng mà phụ nữ hy vọng qua bài chia sẻ này.
các bạn phần nào hiểu được về tướng mạo của người phụ nữ tốt. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ nếu bạn thích video này. Chào các bạn.